gặp Anu và cô ấy cuồng đặt mấy thứ linh tinh trên mấy shop online. Sao cậu lại cần thứ này hả Ani? Cậu muốn làm Minecraft bản đời thực hả? Dễ ẹt luôn. Cậu có biết là Minecraft là tựa game bán chạy thứ hai chỉ sau Tetris không? Và phiên bản đầu tiên được tạo ra chỉ trong vòng 6 ngày. Vậy cái nào tốt hơn? Minecraft hay đời thực? Sẽ tuyệt lắm nếu như khi mà cuộc sống trở nên quá khó khăn, cậu có thể chuyển sang chế độ dễ hơn. Ở đây cậu không cần sợ hãi hay mấy thứ ghê rợn hoặc cơn đói. Nhưng nó không vui như vậy đâu. Hãy chọn chế độ sinh tồn. Giờ thì tụi mình phải diễn như đời thực. Tìm đồ ăn, xây nhà, bảo vệ chính mình và tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên là trong trò chơi làm như vậy sẽ dễ hơn. Chỉ với một nhát rìu, cậu có thể đốn hạ một cái cây nhẹ tênh luôn. Và cậu có thể mang đá bằng cách đập vỡ nó trong vài giây. Một ngày ở đây chỉ dài có 20 phút. Và thậm chí gương mặt xấu xí trong Minecraft cũng thu hút được sự chú ý đấy. Cậu có thể ăn bao nhiêu đồ ăn nhanh tùy thích và cậu không bị béo phì. Đó chính là điểm cộng đó. Bạn sẽ luôn thấy thoải mái ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Và cậu thậm chí không cần mua quần áo. Và cậu còn có thể dùng xương rồng trong nhà thay vì thùng rác. Nó có thể hô biến bất kỳ vật dụng gì trong nhà. Nếu cậu chán, cậu có thể đổi tên cho chú cừu và nó sẽ tỏa sáng lung linh trong nhiều màu khác nhau. Và đúng là đây rồi, cậu có thể gặp cừu ở trên phố. Đừng quên rằng đây là Minecraft. Đến lúc về nhà rồi đó nhỉ? Oh yeah, mình quên mất. Nhà của cậu rất dễ bị trộm hoặc phá mất. Có vẻ như trò chơi kết thúc rồi đấy nhỉ? Hãy kiểm tra xem người trái đất hành động như thế nào trong lúc sợ hãi. Cánh cửa này có thực sự đáng sợ không? Tôi tè lúc sợ. Mà này, đừng uống nước trái cây nữa. Anh ấy ở đây 10.000 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy sợ chút nào. Hãy bật chế độ không trọng lực đi, giống như ở ngoài không gian vậy. Thế Anu, anh đã sẵn sàng chơi trò chơi trong không gian chưa? Chà, như đang bay vậy. Anu, trọng lực trên trái đất sẽ giữ anh lại, vì vậy anh không thể nhảy và bay được. Nhưng nếu có thể đạt đủ tốc độ thì anh có thể vượt qua lực hấp dẫn của trái đất. Lực hấp dẫn và lực quán tính cân bằng nhau thì anh có thể bay một cách an toàn quanh trái đất trong điều kiện không trọng lực. Di chuyển trong môi trường không trọng lực không hề dễ dàng. Và chắc chắn mất đi sự duyên dáng của anh đấy. Anu, hình như anh đã phát hiện ra loại nhiên liệu mới. Hydro Sulfur, nó có thể giúp anh đối phó với quái vật. May là anh không phải là người duy nhất bỏ lỡ buổi huấn luyện trước chuyến bay. Cô chừng đấy Ani, hình như anh làm hư thiết bị rồi. Do khóa bị mở nên sự cân bằng vũ khí bị mất đi. Mặc đồ bảo hộ vào đi Anu. Hoan hô, anh làm được rồi. Nhưng bây giờ có một vấn đề là làm thế nào anh có thể nghe thấy tiếng quái vật bây giờ? Tôi nghĩ là anh sẽ tự mình xua đuổi tất cả quái vật đi. Không, anh không bị điếc đâu Anu. Đơn giản là âm thanh không thể truyền đi được trong chân không. Âm thanh truyền đi theo sóng. Một vật dao động truyền rung động của nó đến các phân tử hoặc hạt lân cận. Trong không gian, các phân tử không khí cách xa nhau đến mức chúng không thể truyền rung động. Không có không khí, không có âm thanh. Vì vậy, tốt hơn hết là anh cứ ngồi yên trong tủ cho tới khi họ tóm được anh. Houston, tụi mình tối rồi. Đây có phải là cánh cửa cuối cùng không? Tôi tự hỏi đằng sau nó là gì. Ta đang tổ chức trò Among Us ở đây. Trò chơi này rất nổi tiếng với hơn 500 triệu người chơi, hơn cả dân số của nửa bán cầu còn lại và nhiều hơn bất cứ trò nào trong lịch sử. 97% số người dùng chơi bản miễn phí trên điện thoại, nhưng phần lớn doanh thu đến từ bản PC trả phí. Tất nhiên ở đây ta chỉ chơi bản miễn phí thôi. Miễn phí mà nên tôi cũng chơi. Tôi chọn màu nâu có lý do cả, vì ít hơn 65% số người chơi màu này bị đuổi ra, trong khi hơn 90% số người bị ra khỏi tàu là màu đen. Và anh sẽ mặc màu đen Anua. Bắt đầu chơi nào. Việc quan trọng nhất là phải hành động nhanh, vì anh có thể bị giết bất cứ lúc. Chà, kẻ đầu tiên bị sát hại đây rồi. Đừng có lo, có rất nhiều thám tử ở đây. Họ sẽ biết ngay chuyện anh có là gián điệp hay không. Oh, khá chắc là anh bị người ta gài thành tốt thí rồi Anu. Đến lúc hành động rồi, không thì anh sẽ bị đá ra khỏi tàu mất. Anh phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong trò chơi để chứng minh rằng anh không phải gián điệp. Wow, phòng này có người rồi. Không nên làm phiền đôi trẻ. Có nhiệm vụ mới này, anh phải dập tắt đám cháy trong phòng điện năng. Có vẻ hiệu quả đấy. Họ tin anh rồi. Ôi thôi, đến giúp người này nhanh. Tôi nhớ là vừa thấy cái bình chữa cháy ở đâu. Ôi Anu, chắc chắn có ai đó đang đổ oan cho anh. Nhân tiện thì theo số liệu báo cáo,
phòng điện năng và phòng quản trị là những nơi đang nguy hiểm nhất. Nếu anh thực sự là gián điệp thì anh phải cho nổ động cơ để chiến thắng. Không ổn rồi. Ồ, ngồi đấy Anu. Thế là anh không phải gián điệp. Chúc mừng anh. Cẩn thận. Xin lỗi nha bạn thân. Thứ lỗi cho tôi. Chúng ta đã có lúc vui vẻ, nhưng giờ chia xa thôi. Nhưng rõ ràng anh không phải gián điệp mà. Nên giờ ta cần tìm ra kẻ thực sự. Có điều, đôi khi gián điệp ở gần ta hơn bao giờ hết. Đây là một bài học cho anh. Anu à, không có bạn bè gì ở Among Us đâu nha. Có vẻ hôm nay bạn đã chơi hơi lâu rồi đấy Annie. Cách duy nhất là đi ngủ thôi nào. Ngủ ngon nhé Anu. Rất dễ thấy dấu hiệu khi đã chơi điện tử cả ngày. Sau khi vận động quá sức, thứ khủng khiếp có thể xảy ra. Ví dụ, tê liệt khi ngủ. Giấc ngủ REM là trạng thái cơ thể bị bất động. Khi bị tê liệt lúc ngủ, não của bạn sẽ thức dậy, nhưng các cơ của bạn thì cứng đờ ra, nên bạn có thể nhìn và nghe thấy nhưng lại không thể cử động. Những lúc như này, ảo giác bắt đầu xuất hiện và cảm giác có con quỷ đang ngồi trên bạn vậy. Nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu. Chuyện gì thế Annie? Bạn sợ phải ngủ trong bóng tối hả? Khoảng 10% số người trên trái đất mắc chứng sợ bóng tối, nyctophobia, chứng sợ bóng tối. Các nhà khoa học tin rằng đặc điểm này là do di truyền. Tổ tiên của chúng mình sợ bị ăn thịt bởi các kẻ săn mồi về đêm. Và rồi trí tưởng tượng của chúng mình tạo ra hình ảnh khủng khiếp nhất trong bóng tối. Hình như có ai đó đằng sau khung cửa sổ kia. À, trong bảng xếp hạng thế giới của kẻ nhút nhát, bạn, Anu, đứng nhất đấy. Tất cả nỗi sợ đều được hình thành trong hạch hạnh nhân của não. Cảm giác lo sợ được hình thành trong chiếc hạch nhỏ, chỉ khoảng 1 cm rưỡi này. Đã có các trường hợp thực tế khi hạch hạnh nhân của mọi người bị phá hủy do bệnh Urbach-White. Nó sẽ vĩnh viễn vô hiệu hóa phản ứng sợ hãi. Nhưng điều này chắc chắn không đúng với bạn đâu, Anu. Bạn sợ tất cả mọi thứ, ngay cả cái bóng của chính mình luôn. Được rồi, mình bật đèn đây. Chỉ để bạn biết là không có ai ở đây cả. Nhưng ngủ khi đèn sáng cũng là ý kiến tồi. Nó ngăn chặn lượng melatonin được sinh ra khi ngủ, có thể gây nên thừa cân. Nên, hiển nhiên, để không trở thành người béo phì, bụng phệ, bạn cần phải ngủ trong bóng tối. Đúng vậy, chìm vào giấc ngủ khi có cảm giác như có người khác đang ở trong phòng không hề dễ. Có lẽ chỉ là bạn tưởng tượng thôi, hoặc có thể không. Wow. Chuyện gì thế? Yeah. Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Việc tách biệt thế giới ảo khỏi thế giới thực càng ngày càng khó khăn hơn rồi. Đờ ra vu kìa. Bình tĩnh nào. Đồ đầu đinh phân liệt. Mèo hoang cũng hay nhảy vào nhà để tìm thức ăn mà. Hoặc là thế giới xung quanh anh thật sự được dựng lên. Thư giãn đi nào, anh bạn. Chỉ là ảo ảnh thôi mà. Anh chỉ cần đổi góc nhìn là mọi thứ lại đâu vào đấy thôi mà. Nhưng phải lật bài ngửa thôi. Mọi thứ anh thấy thật ra là do não bộ tưởng tượng và hình dung ra. Ánh sáng đi qua võng mạc và được chuyển hóa thành xung động thần kinh, đưa thông tin đến hệ thống xử lý hình ảnh. Từ đây, các xung động đi đến não và anh sẽ thấy được vật thể. Và khi mà... Wow, xinh gái quá đấy. Bị lỗi nữa à? Hay đây chỉ là hậu quả của các xu hướng đại trà trong thị trường? Đồng phương tương tính thế này có thể làm anh phát điên lên đấy. Ừ thì, Anu, anh nói đúng rồi. Thứ này chắc chắn phải được quay lại. Nhưng nhớ lấy điện thoại ra từ từ và cẩn thận thôi nhé, anh bạn. Không thì cảnh sát sẽ nghĩ anh đang tính lấy hàng nóng ra đấy. Ảo giác vận hành như thế đấy. Hệ lưới hoạt hóa thông tin trong tế bào não trở nên hưng phấn rồi đấy. Này, anh chạy đi đâu thế? Đồ khùng kia, Ani. Ai thế này? Không, 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 đừng có hòng nhé. Đây không phải ma trận đâu. Không hay đâu nhé, Anu. Mức độ tồi tệ ngang với việc sản xuất thêm phần nữa đấy. Gặp Anu chỉ là ảo giác thôi. Và hiệu ứng giờ đây mạnh hơn gấp 300 lần. Và não của Anu biến thành chất nhầy rồi. Thật ra, anh ta vẫn thế thôi. Lần này phải nhờ các chuyên gia can thiệp rồi. Có chuyện gì thế này? Mình cũng bị nhiễu sao? Konnichiwa, Ani-san.
Thế giới cosplay cũng có ngôi sao đấy. Cô gái này là Enako. Cô ấy có 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram đó. Và cô ấy kiếm 32 đô mỗi giờ, nghĩa là 278.000 đô một năm. Khoan đã, cô ấy đi đâu vậy? Ở đó, Ano, đừng để mất dấu cô ấy. Wow, đây là Seiko Shidori, thủ lĩnh tiền nhiệm của biệt đội thiên không. Từ lúc nhỏ, anh ấy đã được nhận vào quân đội thiên đàng, nơi anh sẽ bảo vệ quốc gia khỏi các Shinigami, Makaron, cướp biển và các G-Panzer. Khi tất cả bạn bè xa lánh, anh ấy bị bỏ lại trong bóng tối với nỗi cô độc. Ano, anh đang ở trong thể loại anime nổi tiếng nhất, Shonen. Shonen là câu chuyện kể về một người hùng vươn lên từ đáy xã hội, từng bước chinh phục đỉnh cao, cuối cùng đánh bại kẻ thù của mình. Anh sẽ phải huấn luyện để trở nên mạnh hơn và hiểu được tâm lý anh ta. Theo dấu là cách duy nhất. Gặp văn hóa anime trung học rồi. Giai đoạn quan trọng trong cuộc đời tụi thiếu niên mê anime. Oh yeah, tôi quên bảo anh, trong anime thì cô nào cũng đỉnh. Với vài gã thì yêu cầu cho bạn đời trở nên quá cao không thể đáp ứng. Và thường thì những waifu sẽ giành chiến thắng với các tiêu chuẩn vợ 2D mà. Ano, có vẻ như anh được sinh ra để sống trong anime. Một điều không tưởng thế này chỉ chặn được bằng những trò Gundam từ thế loại Mecha và Keizu. Để tạo ra một anime, anh phải có manga đã. Manga giống như bộ truyện tranh vậy. Có điều anh phải đọc ngược nó. Ở Nhật, họ dùng giấy để in manga còn nhiều hơn làm giấy vệ sinh. Anime phát triển từ những tập hoạt hình rẻ tiền đến cả một nền công nghiệp rực rỡ. Cơ mà, những cô gái đó là chị kế của anh nha. Đừng lo, cái đó chấp nhận được trong thể loại ecchi. Anh ta đây rồi, và anh cần chuẩn bị cho trận chiến này. Giải phóng Bankai của anh đi, đừng phí phạm Fujoku của anh. Hajime, khai thác sức mạnh Titan sáng lập đi. Kiểm soát Zetsu của anh. Seiko Shidori yếu rồi, chỉ có bóng tối đi theo anh ta. Còn anh của ánh sáng của tình bạn này, hãy nhớ đến tất cả những người đã bước bên cạnh anh. Hãy nhớ tất cả điều này là vì gì. Và đừng để bất cứ ai làm anh gục ngã. Ano, anh làm rất tuyệt. Và rắc rối lại đến. Anh phải hoàn thành 3 nhiệm vụ để đi gặp định mệnh đời mình. Hoặc chỉ để sống sót. Hãy xem anh có những lợi thế gì. Não nhỏ, cánh tay yếu ớt và yêu đồ ăn nhanh. Mọi thứ đều giống như ngoài đời. Giờ là chọn trang phục. Anh đâu thể tay không đi hẹn hò. Tìm gì đó đi ăn đi. Bông hoa to nhất thế giới. Nó bốc mùi như thịt thiêu vậy. Nếu bạn gái anh là con ruồi thì chắc cô ấy sẽ thích mùi hương này. Những sinh vật đáng yêu này chỉ muốn tặng anh bệnh sốt rét, bệnh than và tiêu chảy thôi. Không có gì to tát cả. Cái gì? Chúng làm rồi sao? Trong rừng không có nhiều nhà vệ sinh công cộng, nhưng anh có thể học cách của tổ tiên chúng ta. Đây là động vật ăn xác thối đó Ani. Nó thích những thứ bốc mùi. Anh vẫn nên tắm vào buổi sáng thì hơn. Mau đu dây đi, chúng chịu được cả một con voi đấy. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, dịch vị của con chăn sẽ hoàn toàn tiêu hóa hết xương của anh. Anh cần một con dao cắt thủng dạ dày để cứu anh trong buổi hẹn với một cô gái, chứ không phải với một con chăn. Ta đã bắt được con chăn để xem bên trong nó có gì. Chỉ có ta mới là chuyên gia sinh tồn ở đây. Ra ngoài. Hãy tự sắp xếp nào. Anh sẽ sớm có một buổi hẹn. Và anh đang bị bao phủ bởi chất nhầy. Anh đã sống sót mà không mất dù chỉ một ngón tay. Zumaji. Thôi nào. Đừng vậy. Anh định đi gặp cô ấy thật à?
À, quá khờ khạo. Anh trầm cảm nặng rồi đấy anh bạn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính trầm cảm ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người toàn cầu. Con số đó là 4% dân số. Trầm cảm xảy ra khi ta thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh trong não. Đó là serotonin, norepinephrine và dopamine nữa. Thiếu đi những chất hóa học tự nhiên này, những hoạt động hay ho nhất cũng làm ta chán. Và màu nào cũng thành xám. Tất cả mọi thứ sẽ trở thành bi kịch. Thế nên là, Annie, anh đừng làm gì nguy hiểm đó. Ano, có vẻ anh có hàng triệu fan trên YouTube. Sao mà phải khổ thế chứ? Tới đây nào bạn yêu, ôm nhau nào. Trầm cảm không phải là do tâm trạng đâu, nó là bệnh đó. Muốn chữa khỏi thì anh nên đi gặp bác sĩ hay gặp những nhà trị liệu tâm trí càng tốt. Anh có thể uống thuốc chống trầm cảm, nhưng đừng có nghiện chúng. Thử đến gym xem. Dù anh tin hay không thì tập thể dục là một cách tốt để làm giảm triệu chứng của trầm cảm đó. Đổi chế độ ăn nữa. Anh nên ăn nhiều sô-cô-la, hải sản, hoa quả với các loại hạt hơn. Gặp bạn bè thường xuyên hơn nữa. Hoặc nuôi thú cưng, rồi dẫn nó đi dạo ở công viên khi cơ chế của não anh đã nhận diện được mọi thứ. Hormone của sự hạnh phúc sẽ trở lại lượng bình thường. Và thế giới của anh sẽ tràn ngập màu sắc trở lại. Giờ khi thân hình đã đẹp lên, những cô gái sẽ bắt đầu chú ý đến anh đó, anh bạn. Sushi đúng không? Ôi cô ấy muốn gặp anh này. Nhanh lên, nhắn lại đi. Bảo cô ấy là anh đang đứng như trời trồng ở đây. Ôi không. Không phải chứ. Một đòn giáng mạnh vào đầu đã lần nữa đánh thức Jacob. Nhân cách khác của Annie, hoặc nói một cách khoa học thì là cái tôi khác. Đây được gọi là rối loạn đa nhân cách đấy. Khi mắc phải bệnh này, toàn bộ sức lực trong cơ thể bệnh nhân sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi nhân cách khác. Nguyên nhân mắc phải bệnh này có thể là do những chấn thương từ tuổi ấu thơ. Đứa trẻ ngăn chặn những ký ức đau buồn và bắt đầu xem mình là một bản thể khác. Jacob không giống như Ano nhút nhát. Anh ta chẳng hề ấn gì với đống chuyện xô bồ này. Anh ta vô địch. Còn gợi cảm nữa, chẳng có gì có thể ngăn anh ta cả. Ngay cả người nóng tính như ta gai cũng phải dè chừng. Nhưng có chuyện này, Jacob chỉ có thể nói tiếng Dumi. Đó là ngôn ngữ chung ở vùng đông Nepal. Nhân cách này thường mang những đặc điểm khác với nhân cách chính ở phương diện ngôn ngữ giao tiếp. Giới tính, tuổi tác, quốc tịch và cả chỉ số thông minh. Và trong một vài trường hợp đặc thù, nhân cách khác có thể là một loài động vật hay là một nhân vật tâm linh nữa. Người có nhiều nhân cách nhất từng được ghi nhận ở Mỹ chính là tên tội phạm Millie Milligan, người có đến 24 nhân cách hoàn chỉnh khác nhau. Billy đã được tòa xử vô tội vì những tội ác mà anh ta đã gây nên thật ra là do một trong số những nhân cách khác mà bản thân Billy cũng không biết được. Ano, hãy xem anh đã làm gì đây nè. Có vẻ như anh đã tự nghĩ mình mắc bệnh tâm thần và cần phải chữa trị. Nhưng đa nhân cách đâu phải là tâm thần phân liệt và chẳng có cách chữa trị nào cả. Cái gì đấy? Là tin nhắn từ Tagai. Cô ấy muốn anh ghé qua đấy. Bên trong Anu chỉ có thể tồn tại một nhân cách. Chà, cuối cùng có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc. Chào, buổi sáng. Heo Annie. Nhìn kìa, là gia đình heo Peppa nổi tiếng. Anh thật may mắn, Anu. Có rất là nhiều người muốn được giống như anh đó. Cách cư xử gì thế hả, Anu? Gia đình Peppa là những người Anh bản địa rất thận trọng và thông minh. Làm ơn, đừng làm tôi xấu hổ đó. Loạt phim heo Peppa đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và được chiếu khắp 180 quốc gia. Doanh thu hàng năm vượt quá 24.000 tỷ đồng. Số tiền tương đương El Capone và băng đảng Chicago của ông kiếm được. Anh có chắc là muốn đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm không? Xem ra bây giờ mới giống trong loạt phim hoạt hình nè. Mẹ heo dạy anh cách cầm thìa, còn Peppa thì treo cân nặng của heo ba. Loạt phim dài 3 phút đã nhanh chóng được khán giả đón nhận. Trong thời gian này, các tác giả thể hiện những tình huống quen thuộc hàng ngày và dạy bé cách sống. Ano, đây là cú nhảy bổn bùng nổi tiếng. Nhìn xem, mọi người đều mang đôi giày thương hiệu của mình. Dừng lại, anh đi đâu thế hả? Chúng ta đã nói vấn đề này rồi mà. Ano, cảnh sát sẽ không giúp anh đâu, vì cô thỏ, bạn của gia đình họ, làm việc ở đây mà.
Và bây giờ các bạn sẽ chơi một trò chơi cực kỳ thú vị, Theo Dõi. Độ nổi tiếng của Peppa đã vượt ngoài mong đợi. Chỉ trong một năm, công ty đã bán được hơn 450 triệu đồ chơi nhồi bông. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy nè? Hey, Ano, thôi chịu rồi, hãy bảo trọng nhé, anh bạn. Cậu từng nhiều lần dịch chuyển trong show khoa học của chúng ta, nhưng đã bao giờ thắc mắc cách chúng hoạt động chưa? Có nhiều cách du hành xuyên thời gian, bắt đầu với lỗ Jun nhé. Cậu luôn muốn được đi đâu? Úc sao? Dễ, vào đi. Lỗ Jun là đường hầm xuyên không thời gian liên tục. Về lý thuyết, cậu có thể đến mọi nơi trong vũ trụ trong vài giây. Nhưng thời gian là tương đối, Ani. Cậu có thể chỉ mất vài giây, nhưng trái đất đã qua vài thập kỷ. Chúc mừng Ani, cậu đang ở Úc năm 2050. Cũng có chút bất tiện nhỉ? Và nếu cần dịch chuyển cùng mốc thời gian thì sao? Cứ để dịch chuyển lượng tử lo. Cơ thể cậu có 100.000 tỷ tế bào. Mỗi tế bào có 100.000 tỷ nguyên tử. Và mỗi nguyên tử đều chứa các vi hạt lượng tử, thứ giúp dịch chuyển qua các khoảng cách lớn. Sẽ rất tuyệt nếu tìm được người giúp chế tạo máy dịch chuyển lượng tử. Chà, xem ai đây, Rick và Morty. Ani, lấy bản vẽ đi. Được họ giúp sức, cậu có thể chế tạo thiết bị dịch chuyển tức thời đến mọi nơi trong vũ trụ. Và cả các vũ trụ song song nữa. Giờ, thiết bị dịch chuyển đã sẵn sàng. Treo vào hộp và đảm bảo bên trong không có ai. Chà, tạm biệt Ano. Trong dịch chuyển lượng tử, cơ thể gốc chết và hình thành nhân bản ở điểm đến. Trong trường hợp này cũng không tổn thất mấy. Wow, nói gì mà. Lúc dịch chuyển cậu cần phải ở một mình trong bốt. Đừng nghịch đồ trong phòng thí nghiệm. Cậu đã làm gì vậy? DNA lai tạo của cậu và bọ cạp được truyền qua vệ tinh và biến mọi người trên hành tinh này thành người lai bọ cạp. Cậu phá hủy không gian C-137 rồi. Đồ ngốc Ani. Rick và Morty sẽ du hành về vũ trụ gốc, nơi không tồn tại dị nhân. Nhưng cậu có thể làm việc này thêm vài lần nữa. Tôi không nghĩ bọn mình muốn xem chuyện gì xảy ra với Ani ở vũ trụ này đâu. Chúng ta nên về Úc thôi. Thật may là tớ đã lưu dữ liệu lượng tử của Ano, nên ta có thể khôi phục cơ thể vô dụng của cậu. Ôi không, đây không phải là viễn cảnh tươi sáng mà con người luôn nghĩ. Thay vào đó, năm 2050, trái đất chịu hậu quả từ nóng lên toàn cầu. Dân số thế giới vượt ngưỡng 10 tỷ người. Sự quá tải dân số này đã gây ra sự thiếu nước sạch trầm trọng. Và các thế lực lao vào tranh giành nhau lon Pepsi cuối cùng. Thôi được rồi, trở lại nhiệm vụ. Năm 2050, tất cả mọi người đều có giấy phép từ tính. Và bởi các máy móc thù địch có thể nhận dạng cảm biến từ xa tới 10 km. Ano, anh sẽ là người an toàn nhất và không thể bị tấn công ở 2050. Anh là người sẽ giúp thay đổi cục diện cuộc chiến. Các chiến binh tập hợp. Thế rồi, Ano, kẻ thù được báo là xuất hiện tại phía bắc. Tuy nhiên, con đường đã bị chặn bởi các súng bắn điện. Thay vì bắn đạn, chúng phóng ra các xung điện mạnh với vận tốc lên đến 7.000 km/h. Chúng ta phải tìm hầm trú ẩn. Nhanh nào, mau xuống đường hầm. Anh thoát khỏi họng súng rồi Ano. Nhưng có vấn đề khác đây. Bọn máy móc dò tìm. À, đừng lo Ano. Nhớ này, bọn lơ lửng này không nhận diện được anh đâu. Anh chỉ cần đi nhanh qua chúng nó rồi rút điện thôi. Tốt lắm Ano. Tương lai chắc chắn phải trông cậy vào người như anh. Tiến lên bạn tôi ơi. Sắp thành công rồi. Đến lúc lên bề mặt rồi. Ano, nhiều kẻ thù xung quanh quá. Mặc giáp máy vào ngay. Có bộ giáp này, anh sẽ trở thành một chiến binh siêu phàm. Đi mãi không mệt. Tất cả các hoạt động thể chất sẽ trở nên dễ dàng gấp 20 lần so với trước đây. Anh là bất khả chiến bại, Ano. Giờ anh chỉ cần tìm cách điều khiển nó. Ôi không Ano, anh vừa mới giết chết chính mình ở tương lai. Ok, ta không có thời giờ để đau buồn. Kẻ thù đang tới. Anh có tia phun lửa, bắn nó đi. Oh yeah, ai mà nghĩ được ngày này lại xảy ra ở Hollywood cơ chứ. Ano, coi chừng, có tên lửa. Hãy cùng chơi một trò chơi nổi tiếng mà ai cũng biết đi. Sang nha là nham thạch, nhưng là nham thạch thật cơ. Hay nhỉ. Một trò chơi bình thường của các bạn nhỏ có thể gây ra
thảm họa toàn cầu. Đừng động vào sàn nhà Annie. Nhiệt độ của nham thạch có thể lên đến 1200 độ C đó. Anh có thể di chuyển bằng cách sử dụng bất kỳ đồ vật nào hiện có, nhưng hãy nhớ rằng chiếc ghế sẽ cháy rụi trong vòng 3 giây, chiếc giường sẽ biến mất trong 5 giây, và chiếc TV sẽ tan chảy nhanh hơn bất kỳ quảng cáo nào luôn đó. Leo lên mái nhà đi. Nè, đừng để té chứ. Nếu anh té vào nham thạch, anh sẽ bị bỏng nặng đến mức toàn bộ hệ thần kinh sẽ bị phá hủy và lớp mỡ dưới da bị nấu chảy. Nhưng mặt tích cực đó là anh chẳng có đủ thời gian để cảm nhận cơn đau do nham thạch đốt chảy đến tận xương tủy mang lại. Tập trung vào đi anh bạn. Ôi không, đồ ngốc này. Các công trình kim loại sẽ nấu lên nhanh hơn đó, đồ ngốc. Nhưng cứ bình tĩnh đã. Nếu như anh té cũng chẳng chìm được đâu. Lava không có lỏng đến vậy. Ngược lại, nó có mật độ còn dày đặc hơn cả bê tông. Để đi bộ trên dung nham, anh chỉ cần mang ủng Amian đặc biệt giống như các nhà địa chất thôi. Wow, nóng rồi đó nha. Ở nhiệt độ này, nước trong đại dương sẽ sôi lên và biến thành một nồi súp cá siêu to khổng lồ đó. Đã đến lúc cứu lấy chú cá cuối cùng của thế giới rồi. Nhưng thật ra, thứ tệ nhất không phải dung nham nóng chảy, mà là thứ nguội đi sau đó. Khi hạ nhiệt, nham thạch sẽ tạo ra các đám mây axit đầy khí và hơi. Và chúng chứa cả đống mảnh thủy tinh siêu nhỏ, gây nguy hiểm cho con người. Nhưng đừng có lo, sớm thôi, cả thế giới sẽ biến thành đảo Hawaii anh hết. Quý ông, quý bà, xin hãy chú ý. Hành khách may mắn giành được một chuyến đi miễn phí tới mặt trăng là vị có số vé 2871. Và đây chính là gã may mắn đó. Chào anh Anu. Khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trăng là 388.467 km. Và mỗi năm thì mặt trăng lại trôi xa ra khoảng 3.5 cm. Xuyên suốt lịch sử nhân loại thì chỉ có 12 người từng đặt chân lên bề mặt mặt trăng. Anh sẽ là người thứ 13. Tôi đồng ý, cái này không phải quá hời. Nhưng thử nghĩ xem, sẽ chả có ai ở trên đó ngoài anh. Đúng là chỗ đấy không phải Miami. Nhiệt độ là âm 173 độ C. Và bất cứ chỗ nào anh đi thì bức xạ cũng cao hơn 200 lần so với trái đất. Thế nên là không sống được nếu không mặc đồ bảo hộ. Nhưng anh có thể ở khách sạn vì là du khách mà. Dù là quá trình xây chưa lên kế hoạch cho tới 2025, đi tới bên kia mặt trăng thôi. Đặc biệt là có rất nhiều thiết bị siêu ngầu bị bỏ lại bởi các phi hành gia. Anu, nhảy lên cái Lunokhod hay Luna Rover này đi. Khởi động rồi lái thôi. Dù anh tin hay không thì có biển trên mặt trăng đó. Có điều, nó không chứa nước mà chứa dung nham đông đặc. Nhầm rồi Anu, nhấn phanh mau. Chúc mừng anh Anu, anh đâm vào tàu Jutu 2 của người Trung Quốc rồi. Và có tự hủy đồ bảo hộ của anh nữa. Ôi không, ta gặp rắc rối rồi. Đừng lo Anu, cứu trợ tới ngay đây. Thực ra là sẽ mất tầm 3 ngày.